Xin thân ái kính chào và tất cả cô chú anh chị em đến với bài Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài của ngày 5 tháng 3 năm 2024 với đề tài đó là ngày đêm suy gẫm lời Chúa. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con cúi đầu kính lạy Chúa, Đức Chúa Trời kính yêu chúng con. Tạ Chúa vì Ngài luôn ở cùng chúng con. Chúa ban cho chúng con lời của Chúa và còn cho chúng con có những mục sư để soạn cho chúng con những bài học. Cảm ơn Chúa Thánh Linh, Ngài luôn ở cùng và hướng dẫn chúng con trong những lúc chúng con học và chúng con đầu phục Chúa. Xin giờ này Chúa ở cùng và dẫn dắt chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, phần Kinh Thánh của chúng ta ngày hôm nay ở trong Thi Thiên thứ nhất, từ câu 1 đến câu 3. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Cảm ơn Chúa. Xin chúng ta cùng xem phần bài học. Phần bài học này được đăng ở trên trang web của Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Câu ghi nhớ là câu 1 và câu 2. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Câu hỏi suy ngẫm. Phân đoạn này dạy con dân Chúa điều gì? Thế nào là suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm? Bạn có quyết định gì sau khi suy niệm bài học này? Thi Thiên thứ nhất từ câu 1 đến câu 3 dạy con dân của Chúa ba điều về việc giữ kỷ luật tâm linh để được phước. Thứ nhất, kỷ luật tâm linh trong nếp sống Cơ Đốc. Trích giả mở đầu bằng sự nhấn mạnh vào chữ phước. Phước cho những người chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng như trong câu 1. Đi, đứng, ngồi là những hoạt động hàng ngày của con người. Để được phước, con dân Chúa cần biết chọn đi đâu, đứng đâu và ngồi đâu cho phù hợp với niềm tin Cơ Đốc. Ngoài ra còn phải vâng theo lời Chúa và từ chối đi theo hoặc lắng nghe những kẻ nhạo báng chẳng tin. Thứ hai, kỷ luật tâm linh không phải là gánh nặng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va như câu 2 phần A. Luật pháp Chúa không phải đặt ra để chất gánh nặng lên con dân Ngài, nhưng để giúp chúng ta nhận rõ sự thiếu sót, yếu đuối của bản thân, để xin Chúa thay đổi đời sống. Có lần kính yêu Chúa và mối tương giao với Chúa thêm sâu đậm, đồng thời tâm linh được an nghỉ trong Chúa. Thứ ba, kỷ luật tâm linh trong việc ngày đêm suy ngẫm lời Chúa. Cuộc đời của con dân Chúa vui vẻ, suy ngẫm luật pháp Chúa ngày đêm sẽ giống như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái, xanh tươi và kết trái. Mọi việc được Chúa ban phước thịnh vượng. Đây là lời hứa đầy khích lệ để con dân Chúa chuyên tâm suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm. Đây cũng là bí quyết để Cơ Đốc nhân nhận được phước hạnh trên hành trình theo Chúa. Ngày đêm suy ngẫm lời Chúa không có nghĩa là chỉ đọc, học, mà còn phải nghiền ngẫm ý nghĩa trong từng câu Kinh Thánh một cách thường xuyên và liên tục. Tôi suy ngẫm nghĩa là cân nhắc, đắn đo, suy nghĩ, đào sâu và quyết tâm áp dụng vào đời sống hàng ngày, chứ không phải hời hợt, nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai bên kia. Thật đáng buồn khi nhiều Cơ Đốc nhân mang tiếng đi nhà thờ từ năm này qua năm nọ, nhưng mà đức tin vẫn không tăng trưởng, vẫn còn là con đỏ trong Chúa, vì họ không suy ngẫm lời Chúa ngày đêm. Lời Chúa không trở thành một phần thiết yếu trong đời sống của họ, và vì họ chưa có thực hành chân lý hay những nguyên tắc sống theo lời Chúa. Cuộc sống đầy những cám dỗ bủa vây chúng ta, cơm, áo, gạo, tiền cũng là một thách thức không kém khiến lời Chúa trở thành thứ yếu trong cuộc sống. Xin Chúa cho chúng ta vượt qua thách thức cuộc sống để giữ kỷ luật tâm linh, suy gẫm lời Chúa ngày và đêm để được phước Chúa ban. Câu hỏi, bạn có ưu tiên và thường xuyên suy gẫm lời Chúa hàng ngày không? Dạ, cảm ơn Chúa với ba điều mà chúng ta thấy ở trong bài học ngày hôm nay. Đó là thứ nhất là kỷ luật tâm linh trong nếp sống Cơ Đốc. Chúng ta có cái cô chú anh chị em mình thường đó, mình sẽ hay suy nghĩ là Chúa mình yêu thương lắm, Chúa mình ân điển. Chúng ta đang sống ở trong giai đoạn thời kỳ ân điển,
cho nên sao cũng được. Nằm đọc Kinh Thánh, rồi nói chung là có những cái cách mà không có thể hiện cái sự kính kiền khi chúng ta suy ngẫm hay là chúng ta học lời của Chúa. Mình xem thường lắm. Ở đây có những cái suy nghĩ sai lệch nha. Có những cái quan niệm nói rằng ngày hôm nay Kinh Thánh mà đưa vô điện thoại, Kinh Thánh mà đưa vô cái thiết bị công nghệ vậy là không được. Thế này chứ không. Đối với lại không phải. Chứ tôi biết ngày xưa Kinh Thánh phải ghi ở trên những cái cuộn giấy da, nhưng mà sau này công nghệ cho in ấn thì Kinh Thánh được in trên giấy đó. Để chúng ta có quyển Kinh Thánh như ngày hôm nay. Thì từng giai đoạn, từng thời kỳ, cho nên Kinh Thánh mà có trên iPad, trên điện thoại rất là tốt nha. Nhưng vấn đề là thái độ chúng ta khi chúng ta đọc và học lời của Chúa mới là quan trọng. Bây giờ cho dù được in ở trên quyển Kinh Thánh, chất liệu giấy tốt, mắc đắt tiền đi nữa, mà chúng ta không đọc, mà chúng ta xem thường, chúng ta để nhào nát, chúng ta coi như là nằm đọc cũng được, ở trong đâu đọc cũng được, mà chúng ta có những cái thái độ bất khiết á, bất kính á, thì cũng đâu có được. Nhưng mà nếu như tôi tin kính Chúa, tôi đi ở những cái ví dụ như là biết là có một người bạn đó, khi mà anh chờ đợi ai đó, anh có thể lấy Kinh Thánh ra anh xem được không? Cứ chính cho em rất được, đó là đằng khác. Bởi vì tôi yêu mến lời của Chúa, tôi kính trọng Chúa và tôi ham thích học lời của Chúa. Tôi tận dụng những thì giờ cơ hội đó, tôi đọc lời của Chúa để tôi học, rất là tuyệt vời. Cho nên điện thoại là cái thiết bị mà ngày hôm nay dễ đi cùng với chúng ta. Chúng ta tận dụng nó để học lời của Chúa rất cần. Nhưng phải kỷ luật của Chúa anh chị. Kỷ luật ở đây là gì? Tại sao có nhiều hội thánh đưa ra tiêu chí là mỗi ngày đọc một đoạn, mỗi ngày đọc ba đoạn, rồi có những chương trình ghi chép Kinh Thánh, là vì cớ để cho cô chú anh chị em có thời giờ học lời của Chúa, có cơ hội để đọc và học lời của Chúa. Chúng ta phải kỷ luật cho chính mình ở trong việc này, vì nếu không mình không làm được đâu. Mình đừng có nghĩ rằng dễ mà, cái đó dễ mà, không kỷ luật là không được đâu. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta kỷ luật chính bản thân mình, nhất là về phương diện thuộc linh, nghiêm trang kính trọng lời của Chúa, lắng nghe lời của Chúa cho chính mình, trân quý lời của Chúa. Thứ hai, kỷ luật tâm linh không phải là gánh nặng. Nếu nói như vậy cái phải kỷ luật hôm nay đọc tới năm đoạn, chúng ta để ý nít á, khi mà mình giao cho nó đọc Kinh Thánh rồi mình bắt buộc con của mình làm, bởi vì nó còn nhỏ mà, mình phải uống nắng đó. Rồi nó nằm, nó lăn qua lăn lại, nó từ chối, rồi nó lấy lý cớ này để từ chối lý cớ kia, để từ chối mấy cái chuyện gì, là vì nó chưa có hiểu được cái ý nghĩa hay là cái ích lợi của việc đọc Kinh Thánh. Nhưng mà mình tập cho nó kỷ luật cũng là tốt. Nhưng mà đối với chúng ta, nếu ngày hôm nay mình vẫn thấy cái việc mà mình học lời của Chúa trở thành một cái gì đó, thì mình là con trẻ rồi. Mình là con trẻ rồi, mình cảm thấy nó là nặng nề, cảm thấy là ồ tôi phải học hả, tôi phải đọc hả, thì nó là trở thành nặng nề. Hãy vui vẻ về luật pháp của Chúa. Vui vẻ về luật pháp của Chúa ở đây còn có nghĩa là Chúa bảo mình làm cũng phải ở trong tinh thần vui vẻ. Chúa bảo mình bỏ, mình cũng phải bỏ. Không được làm là không được làm, ở trong tinh thần vui vẻ. Thứ ba, kỷ luật tâm linh trong việc ngày đêm suy ẩm lời của Chúa. Không phải là ôm Kinh Thánh khư khư rồi nói đây, mọi người nhìn đây, tôi đọc Kinh Thánh nè. Đi đâu cũng cầm Kinh Thánh để cho người ta thấy mình đọc Kinh Thánh vậy. Nhưng lời của Chúa ở trong đầu chúng ta. Lại có một cái khuyết điểm là lại thuộc lòng dở lắm. Từ nhỏ không có học thuộc lòng được. Cho nên là của Chúa chỉ nhớ về nội dung, về ý nghĩa. Nhưng mà đó là một cái khuyết điểm rất là tệ mà lại xin Chúa cho. Cái việc mà chúng ta sử dụng công nghệ nó cũng dễ làm cho chúng ta mất đi cái trí nhớ đó. Bởi vì sao? Tôi cần là tôi xuất cái ra liền. Tôi lên Bible, tôi xuất cái ra liền. Nó sẽ làm cho chúng ta thiếu đi cái việc tra ở trên Kinh Thánh. Bởi vì mình đọc ở trên quyển Kinh Thánh đó, có cái điểm hay, nó là dễ nhớ hơn của chúng ta. Dễ nhớ hơn. Ông bà xưa của chúng ta đó nhớ Kinh Thánh nhiều là vì cớ như vậy đó. Cho nên mình không bác bỏ cái vấn đề là hiện đại trong việc sử dụng cái công nghệ hay là app. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải luyện tập cho mình để mình nhớ lời của Chúa. Tại sao phải nhớ? Để suy ngẫm trong những lúc mình ở ngoài đường. Suy ngẫm trong những trường hợp mà mình gặp, mình sẽ nhớ, ồ, lời của Chúa dạy như vậy nè.
ứng dụng liền của Chúa anh chị em. Lại tuy không thuộc Kinh Thánh thuộc lòng, nhưng mà lại luôn nhớ lời của Chúa và cảm ơn Chúa. Chúa nhắc trong những lúc mình sắp phạm tội, lời của Chúa đến với mình, lại hay nói với nhiều người bạn đó, lời của Chúa giống như cái thắng xe vậy đó. Ồ, nếu không thì mình tuột dốc mà không có thắng đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lời của Chúa đến và nhắc nhở. Và lời của Chúa là kim chỉ nam, lời của Chúa là ngọn đèn cho chân của chúng ta. Ồ, tuyệt vời lắm của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta ham mến lời của Chúa, cho chúng ta có trí nhớ để chúng ta nhớ lời của Chúa. Và cho chúng ta, Chúa Thánh Linh được ban cho chúng ta để làm gì của chúng ta? Ồ, nhiều lắm, an ủi, khích lệ. Nhưng mà một trong những cái công tác mà Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta trên cuộc đời của chúng ta đó là gì? Nhắc chúng ta nhớ mọi điều mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta, và ban linh lực để chúng ta làm theo, và giải bài những điều đó cho chúng ta hiểu, và ban linh lực để chúng ta làm theo. Cảm ơn Chúa. Nhà tôi thì bài học hôm nay bao nhiêu đó, mong rằng Chúa sẽ dùng lời của Chúa để nhắc nhở của Chúa anh chị em. Đó là lời gợi ý cầu nguyện của bài học. Lạy Chúa, xin giúp chính con và gia đình con kỷ luật tâm linh, yêu mến lời Chúa, ngày đêm suy ngẫm lời Chúa và sống theo lời Ngài dạy, để đời sống con được phước và đẹp lòng Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, amen. Một trong những cái điều mà chúng ta chưa kỷ luật được á, mà nếu kỷ luật được tốt, đó là gia đình lễ bái đó của chúng ta. Vậy xin Chúa giúp cho chúng ta. Và xin chúng ta cùng cầu nguyện. Con cảm tạ ơn Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con, là đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, là đấng đã ban cho chúng con lời của Ngài, đã đọc quyển Kinh Thánh, ban Thánh Linh của Ngài để dẫn dắt chúng con. Ôi tạ ơn Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì bài học sáng nay. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con ham mến lời của Chúa, để chúng con kỷ luật bản thân của mình trong việc học lời của Chúa và vâng theo lời của Chúa. Xin giúp chúng con, xin mở lòng mở trí chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lời. Xin Chúa ban phước cho thầy chúng ta.